Xin chào bạn, các bạn đã biết hết tất cả môn học bằng tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy cùng mình học ngay nào, bởi vì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn học về một chủ đề, đó là các môn học trong tiếng Anh. Môn học đầu tiên đó là nghệ thuật, và nghệ thuật trong tiếng Anh là art. Art. Các bạn học cùng mình nào. A. Art. Lần nữa nhá. Art. Bây giờ mình muốn nói là cô ấy là một giáo viên mỹ thuật, thì trong tiếng Anh sẽ là She is an art teacher. She is an art teacher. Bắt đầu cùng mình nào. E. She is an art teacher. Trong âm từ thiên thần cao lên. Teacher. She is an art teacher. Bắt đầu cùng mình nào. She is an art teacher. Môn học tiếp theo đó là lịch sử, và lịch sử trong tiếng Anh là history. History. Các bạn đọc theo mình nhá. E. History. History. Bây giờ mình muốn nói là tôi đang đọc lịch sử về nước Mỹ trong tiếng Anh là I am reading American history. I am reading American history. Bắt đầu cùng mình nào. I am reading. I am reading American. I am reading American history. Lần nữa nhé. I am reading American history. Môn học tiếp theo đó là văn học. Và văn học trong tiếng Anh là literature. Literature. Bắt đầu cùng mình nào. E. Literature. Lần nữa nào. Literature. Tiếp tục. Literature. Bây giờ mình mới nói là anh ấy rất am hiểu về văn học Việt Nam, thì trong tiếng Anh sẽ là He's very knowledgeable about Vietnamese literature. Các bạn đọc theo mình nhá. He's very knowledgeable. Đọc theo mình nào. Knowledgeable. He's very knowledgeable about Vietnamese literature. Chúng ta đọc nhanh nữa nhá. He's very knowledgeable about Vietnamese literature. Môn học tiếp theo đó là âm nhạc. Âm nhạc trong tiếng Anh là music. Music. Bạn đọc theo mình nào. E. Music. Trang âm từ music ta nhấn cao lên. Music. Lần nữa nào. Music. Bây giờ mình muốn hỏi là cái thể loại nhạc nào mà bạn nghe, thì trong tiếng Anh là What kind of music do you listen to? What kind of music do you listen to? Các bạn đọc theo mình nào. À, what kind. Đọc đi các bạn ơi. Kind. What kind of music do you listen to? Các bạn đọc nhanh nào. What kind of music do you listen to? Môn học tiếp theo là triết học, và triết học trong tiếng Anh là Philosophy. Bạn đọc theo mình nào. Philosophy. Trong âm từ la thì nhấn cao lên. Philosophy. Đúng rồi, đọc nữa nào. Philosophy. Lần nữa. Philosophy. Bây giờ người ta muốn nói là tôi muốn học một khóa về triết học trong kỳ học tới, thì trong tiếng Anh là I'd like to take a course in philosophy next semester. Bạn đọc theo mình nào. I'd like to take a course in philosophy next. Bật đuôi S đây là next semester. Đọc theo mình lần nữa nào. I'd like to take a course in philosophy next semester. Môn học tiếp theo đó là thiên văn học. Và thiên văn học trong tiếng Anh sẽ là gì? Đó là Astronomy. Có thêm mình nào. Astronomy. Lần nữa nào. Astronomy. Bây giờ mình muốn nói là tôi luôn luôn có hứng thú về thiên văn học, thì trong tiếng Anh sẽ là I've always had an interest in astronomy. Có thêm mình nào. I've always had an
interest, interest đuôi st, interest in astronomy. Chúng ta đọc nhanh lần nữa nào. I've always had an interest in astronomy. Môn tiếp theo đó là môn sinh học, và môn sinh học trong tiếng Anh là biology. Biology đọc theo mình nào. Bi a l g theo chú môi nhá. G allergy, biology. Bây giờ mình muốn nói là cô ấy học môn sinh học tại trường đại học, thì trong tiếng Anh sẽ là she studied biology at university. Đọc theo mình nhá. She studied, a studied, she studied biology, she studied biology at university. University, đó là nhanh nào. She studied biology at university. Tiếp theo là môn hóa học, và môn hóa học trong tiếng Anh là chemistry. Chemistry, trong âm một từ ke thì nhân lên cao lên. Chemistry nói thì mình nào. E chemistry, chemistry lần nữa nào. Chemistry. Bây giờ mình nói là tôi đã vượt qua môn hóa học. Yes, trong tiếng Anh là I passed chemistry. I passed chemistry. Bạn nói theo mình nào. I passed với SD. I passed chemistry. I passed chemistry. Môn học tiếp theo là tin học, và tin học trong tiếng Anh là computer science. Computer science. Nói theo mình nào. A computer. Computer. I science. Các bạn vừa S à? Science. Computer science. Bây giờ mình muốn nói là cô ấy có tấm bảng về khoa học máy tính, thì trong tiếng Anh là gì? She has a degree in computer science. She has a degree in computer science. Các bạn nói theo mình nào. She has. She has a degree. Cho âm từ re, ta nhớ cao lên nào. Degree. Degree. She has a degree in computer science. Đọc nhanh hơn nữa nào. She has a degree in computer science. Từ vựng tiếp theo là ngành kỹ thuật, trong tiếng Anh là engineering. Engineering. Các bạn đọc theo mình nào. E N G E G N G Near Nearing. Engineering. Đọc theo mình nào. Engineering. Bây giờ mình muốn nói là anh trai tôi đang học ngành kỹ thuật ở trường học, thì trong tiếng Anh là My brother is studying engineering at school. Bạn đọc theo mình nhá. My brother, a brother, is studying engineering at school. Chúng ta đọc nhanh nào. My brother is studying engineering at school. Tiếp theo là vật lý, và vật lý trong tiếng Anh là physics. Physics, trong âm từ phi thì nhân tiếng cao lên. Physics, đọc theo mình nào. E physics. Lần nữa, physics. Bây giờ mình muốn nói là tôi đã bị trượt môn vật lý, thì chúng ta sẽ là I failed my physics exam. I failed my physics exam. Bạn nói thêm mình nào. I failed my physics exam. I failed my physics exam. Tiếp theo là môn khoa học, và môn khoa học trong tiếng Anh là science. Science, bạn là của mình nhá. I science, trong âm từ sai thì nâng cao lên. Science, lần nữa nào. Science. Bây giờ chúng ta muốn nói là chúng ta cần đầu tư nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, thì trong tiếng Anh sẽ là We need to invest more in science and technology. Các bạn theo mình nào. We need to invest. We need to invest more in science and technology. Technology. Đó là nữa nào.
Chúng ta đọc nữa nào. We need to invest more in science and technology. Môn tiếp theo đó là kinh tế học, và môn kinh tế học trong tiếng Anh là economics. Economics. Các bạn đọc theo mình nào. Economics. Economics. Lần nữa nào. Economics. Bây giờ mình muốn nói là Linh đang học kinh tế tại trường đại học, thì trong tiếng Anh là Linh is taking economics at university. Linh is taking economics at university. Các bạn đọc theo mình nhá. Linh is taking economics at university. Chúng ta đọc nhanh nữa nhá. Linh is taking economics at university. Môn tiếp theo đó là chính trị học, và chính trị học trong tiếng Anh sẽ là gì bạn? Đúng rồi, politics. Politics. Bạn đọc theo mình nào. Politics. Trang âm từ pa nhạc cao lên. Politics. Lần nữa nào. Politics. Bây giờ mình muốn nói là tôi không thích học chính trị, thì trong tiếng Anh sẽ là gì? Là I don't like to study politics. Các bạn đọc theo mình nào. I don't like to study politics. Lần nữa nhá. I don't like to study politics. Tiếp theo là tâm lý học, và tâm lý học trong tiếng Anh là psychology. Psychology. Các bạn đọc theo mình nào. Psychology. Trong âm từ K thì nó lên cao lên. College, đúng rồi. Psychology. Bây giờ mình muốn nói là cô ấy tham gia một khóa học về tâm lý bất thường, thì trong tiếng Anh là She took a course in abnormal psychology. Các bạn đọc theo mình nào. She took a course in abnormal psychology. Lần nữa nào. She took a course in abnormal psychology. Môn tiếp theo đó là xã hội học, trong tiếng Anh sẽ là sociology. Sociology. Đọc thêm mình nào. Sociology. Trong âm từ A ngang thêm cao lên. Allergy. Sociology. Lần nữa nào. Sociology. Bây giờ ta muốn nói là cô ấy có tấm bằng về xã hội học và chính trị, thì trong tiếng Anh sẽ là gì bạn? Đó là She has a degree in sociology and politics. Bạn đọc mình nhá. She has a degree in sociology and politics. Bạn đọc nhanh nhá. She has a degree in sociology and politics. Tiếp theo là địa lý, và địa lý trong tiếng Anh là geography. Geography. Bạn đọc cùng mình nào. G. Chú môi nhá. I. G. Geography. Geography. Lần nữa nào. Geography. Đọc nào. Geography. Bây giờ mình muốn nói là môn học yêu thích của tôi ở trường là lịch sử và địa lý, thì trong tiếng Anh là My favorite subjects at school were history and geography. Lần nữa nào. My favorite. Trong âm từ phê, chúng ta cao lên. Favorite. Có thêm mình nào. My favorite subjects. My favorite subjects at school. My favorite subjects at school were history and geography. Các bạn đọc theo mình nào. My favorite subjects at school were history and geography. Từ vựng tiếp theo đó là ngành luật, và ngành luật trong tiếng Anh là law. Law. Các bạn đọc theo mình nào. Or. Law. Law. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu, đó là cô ấy
giỏi môn luật thì trong tiếng Anh là gì? Đó là she is good at law. She is good at law. Đọc thử mình nào. She is good at. She is good at law. Môn tiếp theo là môn toán. Môn toán trong tiếng Anh là maths. Maths. Đọc thử mình nào. Maths. Bây giờ mình muốn nói là tôi không giỏi môn toán đâu. Thì trong tiếng Anh sẽ là I'm not good at maths. Nói thêm mình nào. I am not good at maths. Môn học tiếp theo mà chúng ta sẽ học đó là môn thể dục. Yes, chúng ta sẽ là Physical Education. Câu hỏi của mình nào. Physical. Trong âm từ free chúng ta đánh cao lên. Physical education. Lần nữa nào. Physical education. Bây giờ ta muốn nói là chúng tôi thích môn thể dục thì trong tiếng Anh là we like physical education. Các bạn thân mình nào. We like physical education. Lần nữa nhá. We like physical education. Môn học tiếp theo là môn kịch. Và môn kịch trong tiếng Anh là Drama. Bắt đầu của mình nào. Drama. Trong âm từ dra thì tăng lên cao lên. Drama. Bây giờ mình muốn nói là họ thích đóng kịch thì trong tiếng Anh là They love drama. Nói thêm mình nào. They love drama. Và chúng ta vừa học xong các từ vựng về chủ đề môn học trong tiếng Anh. Các bạn nhớ xem lại video này mỗi ngày và xem lại tất cả từ vựng này nhé. Các bạn thì sao? Bạn thích nhất môn gì ở trường học thì bạn hãy comment xuống video này. Và đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông để có thể học tập với mình mỗi ngày. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.